Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày trong phần nhật ký 141. Mời quý vị chú ý theo dõi. Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế luôn phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn, đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Trong đó làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc gồm nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phùng Anh Lê, trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đại hội đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu cấp trên, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, giải bóng bàn Công an thành phố đã chính thức bế mạc với nhiều phần tranh tài gay cấn của các cán bộ chiến sĩ. Với các phần thi đơn nam lãnh đạo, đồng đội nam, đơn nữ, đôi nam, đội nữ và đôi nam nữ cán bộ chiến sĩ ở hai nhóm tuổi, giải bóng bàn thường niên đã thu hút đông đảo các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố tham gia, thể hiện tinh thần đồng đội, yêu thể thao của lực lượng Công an thủ đô, đồng thời khích lệ, động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị tập luyện để nâng cao thể lực, thể chất, tinh thần và rèn luyện ý chí. Trong chưa đầy một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý gần 358.000 phương tiện vi phạm giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 23.000 trường hợp và phạt tiền hơn 287 tỷ đồng. Cũng từ khi triển khai tổng kiểm soát phương tiện, đến nay lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện lập biên bản xử lý 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 234 lái xe dương tính với ma túy, 64.700 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm. Ngoài ra, đơn vị này cũng xử lý hàng nghìn vụ vi phạm về tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và chở quá khổ, quá tải. Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Trong đó xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, đưa người đi lao động, học tập tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử. Đặc biệt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng, nhóm đối tượng trên đã sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước. Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã xác lập chuyên án khám phá ổ nhóm làm, sử dụng hồ sơ giả để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng. Cái này thì em nhờ một người quen trên mạng xã hội thì sửa cái giấy tờ trên chứng minh thư thật của khách, sửa sang tên khác và em nhờ công an xã nhập khẩu xong viết giấy giới thiệu đi làm chứng minh. Cái phương thức thủ đoạn của các cái đối tượng này tức là giả tên của khách hàng. Đấy, thế sau đó sử dụng những cái giấy tờ đó, các đối tượng là câu kết sử dụng làm giả đó xong sử dụng để mà vay vốn hoặc là làm thẻ. Thì sau đó thì chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Cuối tháng 5 năm 2020, Công an Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc siêu khủng với số tiền phạm tội lên đến 64.000 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trương Ngọc Tú được xác định là người điều hành trò chơi đánh bạc, đổi thưởng trên mạng. Bằng trình độ, kỹ năng về công nghệ thông tin, Tú và đồng bọn đã lập ra hệ thống trò chơi trực tuyến đổi thưởng với tên là Nổ Hũ, nhưng thực chất là đánh bạc trực tuyến. Bước đầu, cơ quan công an xác định có 24 đại lý cấp 1 và hơn 400 đại lý cấp 2 đứng ra hoạt động, mua bán tiền game với người chơi trong hệ thống game Nổ Hũ. Đối tượng đã dựng ra 4 đại lý, cấp 1 có cái trò chơi Nổ Hũ. Để sau đó đối tượng sẽ tổ chức quảng cáo như các hình thức marketing để thu hút người chơi, có thể cài đặt các cái trò chơi trong cái game Nổ Hũ về và sau đó sẽ đổi thưởng cũng như nạp tiền vào game để chơi cá cược ăn tiền.
Thì thông qua đại lý thì các đối tượng sẽ hưởng tiền hoa hồng sau khi các người chơi nạp tiền vào trò chơi. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, hình thức đánh bạc trá hình được những người có trình độ thực hiện trên không gian mạng với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi. Để phục vụ hoạt động đánh bạc, đổi thưởng và rút tiền, các đối tượng đã sử dụng nhiều chứng minh thư giả để tạo lập các tài khoản ngân hàng. Tôi có một cảnh báo là tất cả những cái trò chơi đánh bạc, đổi thưởng như vậy đều là vi phạm pháp luật. Hiện tại Việt Nam chúng ta không cấp phép cho bất kỳ một cái trò chơi nào như vậy. Và tất cả những cái hành vi tham gia các trò chơi đánh bạc trá hình đổi thưởng như vậy là vi phạm pháp luật. Và những cái hành vi này đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Và những cái hành vi đánh bạc như vậy thì có thể bị xử lý theo quy định pháp luật là xử lý hình sự. Những vụ việc trên cho thấy hoạt động của các loại tội phạm trong nhiều lĩnh vực đang có sự biến tướng và diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Cùng với công tác đấu tranh và triệt xóa của lực lượng chức năng thì người tham gia không gian mạng cũng cần được nắm rõ để tránh phạm pháp và vô tình tiếp tay cho hoạt động của các loại tội phạm. Tới đây bản tin 141 ngày hôm nay xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.